Hello anh em, đây là công hàng của thiết bị mà 5X. Đây là công hàng máy đóng gói nha, máy hàng miễn túi liên tục. Máy hút chân không. Máy đóng đầy thùng rất là nhiều loại máy nha. Con này đang về là con 40. Hiện đã có mặt tại thiết bị mà 5X nha. Bây giờ anh em sẽ bắt đầu xuống hàng.